Một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức lừa bán máy cơ khí vừa bị lực lượng công an Bắc Cạn bắt giữ và di lý về công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn để phục vụ điều tra. Nhóm 4 đối tượng gồm Trần Văn Thống, Dương Văn Minh, Nguyễn Đình Tuấn cùng trú tại tỉnh Bắc Giang, đối tượng Hoàng Đức Ngôn trú tại tỉnh Lạng Sơn hiện đang tạm trú tại Bắc Giang. Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, anh Phạm Công Truyền, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, đặt mua máy làm lốp xe với giá 7 triệu đồng trên tài khoản Facebook Phát Điện. Tuy đã có nhà xe xác nhận địa chỉ chuyển hàng, nhưng sau 15 ngày, anh Truyền vẫn không thấy được nhận hàng. Mọi liên lạc bị chặn. Nhận được tin báo tố giác, xác định tội lừa đảo trên không gian mạng có tính chất phức tạp. Sau 2 ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bạch Thông, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được nhóm đối tượng trên. Khách hỏi thì em sẽ gửi tất cả những hình ảnh về chi tiết về máy. Và máy đấy thì em cũng không biết là nguồn gốc ở đâu vì em lên trên trang mạng em tìm. Và thì em gửi cho khách, nếu mà khách đồng ý, khách như hai bên thỏa thuận, nếu mà đồng ý thì là họ sẽ chuyển tiền. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận thường tụ tập tại một quán internet trên địa bàn thị xã Việt Yên. Trần Văn Thống sử dụng tài khoản Phát Điện, Hoàng Đức Ngôn thì sử dụng tài khoản Ken Hill, Nguyễn Đình Tuấn sử dụng tài khoản Nông Cơ Anh Tuấn để thực hiện hành vi lừa đảo. Từ cái số tài khoản mà bị hại chuyển tiền vào cái của đối tượng và đang bán máy làm lốp trên mạng xã hội. Sau khi căn cứ vào cái số tài khoản đấy thì xác định được cái một đối tượng là đứng tên tài khoản là người ở với Bắc Giang tên là Trần Văn Thống. Sau khi khám xét xong thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thông đã đưa các đối tượng về công an huyện Bạch Thông để đấu tranh làm rõ. Qua tại cơ quan điều tra thì các đối tượng qua đấu tranh và cái mở các dữ liệu điện thoại thu giữ của các đối tượng thì có nhiều cái tin nhắn liên quan đến việc các đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội hãy thực sự cẩn trọng trong các giao dịch tương tự, lựa chọn nơi bán hàng uy tín, được đồng kiểm hàng và nhận hàng trước khi thanh toán hoặc mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, thậm chí là tiền mất tật mang.